Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Review Xe cùng Mạnh Lê. Hôm nay thì Mạnh xin chúc các bạn có một ngày thật là làm việc hiệu quả và tràn ngày năng lượng. Nhân dịp clip mà Mạnh muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết là Mercedes-Benz rất là nổi tiếng với nhiều cái thiết kế về nội thất cũng như là công nghệ mới trên những dòng xe hiện đại. Thì một cái chi tiết mà rất là nhiều khách hàng hỏi Mạnh là tại sao trên những dòng xe Mercedes-Benz lại được trang bị và được thiết kế rất là nhiều các loại cửa gió, tuabin khác nhau. Chính vì câu hỏi đó thì hôm nay Mạnh sẽ quay và chia sẻ với các bạn về những thiết kế trên những dòng xe Mercedes-Benz về chi tiết nội thất cũng như là cửa gió, tuabin. Trên màn ảnh cái nhỏ các bạn chính là cái cửa gió trên dòng xe E300 AMG phiên bản 2023 các bạn ha. Thì đối với cái cửa gió này là một những cái nét thiết kế đặc trưng và cổ điển và rất là sang trọng cũng như là tinh tế trên những dòng xe Mercedes-Benz trước đây. Cái thiết kế này thì Mạnh thấy nó sẽ có trên những dòng xe chẳng hạn như là C-Class ở giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 ha các bạn ha. Và cái thiết kế này cũng sẽ xuất hiện trên những dòng xe S-Class phiên bản thế hệ trước ha các bạn ha. Thì các bạn thấy ra sao về cái chi tiết thiết kế cửa gió này thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem một cái dòng xe mới có cửa gió thiết kế rất là mới. Xin mời các bạn. Rồi các bạn, trên màn ảnh nhỏ các bạn chính là cửa gió trên chiếc xe GLB 200 AMG. Và đây là một những cái nét thiết kế rất là hiện đại cũng như là rất là thể thao trên những dòng xe Mercedes-Benz. Và chúng ta có thể thấy cửa gió này nó được thiết kế rất là giống trên đàn anh G63 AMG, một cái phiên bản xe hội tụ những cái thiết kế về thể thao nè, cá tính và cũng như là đậm chất của nhà AMG. Thì cái thiết kế cửa gió này thì đa phần sẽ xuất hiện trên những dòng xe có thiên hướng thuần về những dòng xe đua, những dòng xe thể thao, những dòng xe AMG của Mercedes ha các bạn ha. Và Mạnh đánh giá cái thiết kế cửa gió này phải nói là rất là đẹp các bạn. Khi mà chúng ta đi buổi tối á, cái đường LED ambient light nó sẽ hiện lên và nó sáng lên cả cái khu vực cửa gió này. Nó sẽ không có quá chói mắt các bạn đâu, nên là các bạn yên tâm. Nhưng các kỹ sư họ đã thiết kế một cái đường LED và nó phản ra xung quanh rất là đẹp các bạn ơi, rất là đẹp. Và chúng ta sẽ điều chỉnh được rất là nhiều cái chiều hướng gió như thế này. Thì đa phần á, một số dòng xe về thiết kế cửa gió tròn thì Mạnh đánh giá rất là cao các bạn về cái điều hướng gió cũng như là cái nét thẩm mỹ. Nó giúp chúng ta cảm thấy thư thái và thoải mái khi mà lái xe hàng ngày trên đường ha các bạn ha. Và cái thiết kế cửa gió này rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Nếu các bạn đang quan tâm và cũng như là muốn trải nghiệm thực tế những dòng xe Mercedes-Benz, các bạn có thể liên hệ Mạnh qua số hotline là 0937 238 111, hoặc các bạn có thể đến ngay Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ là 811-813 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, để chúng ta sẽ cùng nhau ngồi trên những chiếc xe Mercedes mà các bạn đang quan tâm và mình sẽ trải nghiệm thực tế ha các bạn ha. Quay trở lại với cái thiết kế cửa gió này thì Mạnh đánh giá đây là một những cái nét thiết kế cửa gió rất là đẹp và rất hiện đại trên những dòng xe Mercedes-Benz. Còn các bạn thấy sao về cái nét thiết kế của chiếc xe GLB 200 này? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cùng nhau bình luận và thảo luận về những cái chi tiết thiết kế này trên những dòng xe Mercedes-Benz ha. Và bây giờ Mạnh muốn cho các bạn xem thêm một dòng xe có nội thất thiết kế cửa gió cũng rất là mới. Các bạn hãy cùng nhau đón xem đây là chiếc xe gì nha. Xin mời các bạn. Đây các bạn, như các bạn có thể thấy, chắc hẳn các bạn đã đoán được nội thất trên xe mà Mạnh đang quay là chiếc xe gì rồi, phải không? Chính xác các bạn, đây là một chiếc xe C-Class C300 AMG, chiếc xe có nội thất đẹp nhất năm 2023 các bạn. Đây là một chiếc xe có thể nói là mang cho mình những yếu tố về công nghệ, thiết kế thể thao và rất là sang trọng các bạn. Như các bạn có thể biết, đây là một dòng xe được thiết kế mới hoàn toàn. Nên vì vậy, cái cửa gió là một những cái nét thiết kế mới các bạn. Như các bạn có thể thấy trên màn ảnh nhỏ, đây là một những cái nét thiết kế cửa gió tròn và đặc trưng của những dòng xe C-Class các bạn. Và cái điều hướng gió và cái hướng gió như các bạn có thể chỉnh nè, các bạn thấy nó rất là linh hoạt luôn các bạn ơi. Thì mình có thể điều chỉnh lên xuống nè và nghe một âm thanh rất là vui tai phải không các bạn? Và rất là tinh tế các bạn. Như các bạn có thể thấy, đây là một cái cửa gió rất là đẹp và nó có trang bị cái đường LED ambient light luôn. Chúng ta sẽ điều chỉnh đổi màu theo cái LED của nội thất các bạn. Và đặc biệt đi buổi tối rất là đẹp và rất là tinh tế.
Mạnh có dịp quay cho các bạn về những cái dòng xe Mercedes-Benz mà đi vào ban đêm á, phải nói là cực kỳ đẹp và cực kỳ sang trọng luôn. Cái thiết kế cửa gió này nó không có quá là cầu kỳ, nhưng mà phải nói để mà thiết kế ra một cái cửa gió này thì không hề đơn giản các bạn. Và được trang bị 5 cái cửa gió trên đây là một trong những cái thiết kế rất là hài hòa luôn và rất là đẹp. Và Mạnh đánh giá rất cao về những chi tiết thiết kế cửa gió của các kỹ sư của Mercedes-Benz. Họ làm ra và tạo ra những cái chi tiết nội thất rất là tinh xảo các bạn. Và các bạn thấy sao về cái chi tiết nội thất trên dòng xe C-Class và GLC 300 mới thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và cũng như là đóng góp ý kiến về những cái chi tiết nội thất mà các bạn đang quan tâm cũng như là đang thấy trên màn ảnh nhỏ. Chắc là mình sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều cái dòng cửa gió mới trên những dòng xe Mercedes-Benz đang được phân phối ở thị trường Việt Nam để cùng nhau chúng ta khám phá và trải nghiệm cái không gian nội thất của những dòng xe này nha. Xin mời các bạn. Rồi, trên màn ảnh nhỏ các bạn có thể thấy đây là một chiếc xe được thiết kế rất là mới và có một cái nội thất rất là đẹp. Phải không các bạn? Chính xác đây là một dòng xe điện các bạn, thuần điện luôn và là một trong những nét thiết kế rất là đẹp trong năm 2024. Đây là mẫu xe EQS 500 SUV và cái chiếc xe này có một cái thiết kế nội thất vô cùng đẹp các bạn. Một cái màn hình dài trải dài từ bên đây sang bên kia. Và đặc biệt mà cái mà Mạnh muốn cho mọi người thấy ngày hôm nay đó chính là cái phần cửa gió được thiết kế rất là đẹp và rất là mới. Đây là một cái cửa gió hình tuabin LED các bạn, và nó có cái mô phỏng đồ họa rất là giống cái tuabin trên những dòng máy bay phản lực và máy bay thương mại của Boeing các bạn. Rất là giống phải không các bạn? Và cái nét thiết kế này thì Mạnh đánh giá phải nói là một những cái nét thiết kế táo bạo và rất là cá tính. Thì vì hầu như trước giờ thì cái cửa gió này chưa từng xuất hiện trên những dòng xe thương mại của Mercedes-Benz. Và nay thì họ đã áp dụng cái thiết kế này trên dòng xe EQS 500 SUV và một số dòng xe khác nữa các bạn. Thì cái cửa gió này thì phải nói là rất là giống cái cửa gió trên những dòng máy bay phản lực, rất là đẹp các bạn. Mạnh có thể cho mọi người thấy ha, đây là một cái thiết kế chúng ta có thể điều chỉnh rất là nhiều cái hướng gió nè, và đều được mạ rôm các bạn, đều được mạ rôm rất là sáng bóng và rất là sang trọng. Thì cái thiết kế này nó mang đến cho mình một cái thiết kế về tương lai các bạn, về những cái không gian, về rất là hình học, rất là đẹp các bạn. Và nó có một cái gì đó, nó mang cái yếu tố về rất là tương lai các bạn. Mình không biết diễn tả bằng cái từ nào để mà cho nó hợp lý trên cái thiết kế nội thất của chiếc xe EQS 500 này. Thì theo các bạn thấy cái thiết kế trên cái cửa gió của chiếc xe EQS 500 SUV này như thế nào? Các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái chi tiết thiết kế cửa gió này trên dòng xe EQS 500. Và thậm chí nha các bạn ha, ở cái phần cửa gió phía giữa thì nó sẽ được thiết kế ẩn vào trong cái màn hình như thế này. Thì đây là một cái thiết kế rất là tinh tế các bạn, để giúp tối ưu cái không gian cũng như là cái thiết kế liền mạch của cái màn hình này. Chỉ riêng hai bên phần bên hông thì mình sẽ được thiết kế hai cửa gió tròn này thôi ha các bạn ha. Và ở phía sau nó là một cửa gió thiết kế khác các bạn. Mình sẽ cho các bạn thấy ở phía sau thiết kế cửa gió hoàn toàn khác luôn. Gió ở phía hàng ghế phía sau của chiếc EQS 500 SUV này thì thật sự là một cái thiết kế khác nữa các bạn. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế dạng 3D như thế này đó, và có những cái đồ họa rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ. Ngoài ra thì cái một cái dải đường viền màu màu này là màu đồng các bạn ha, màu đồng mà nó ngã ngã sang màu màu nâu các bạn, rất là đẹp, rất là tinh tế luôn, nó phù hợp với cái nội thất này rất là hay. Và hai bên trên chiếc xe EQS cũng được trang bị cái cửa gió cục B như thế này ha các bạn ha, cũng sẽ giúp tạo cái không gian làm mát nhanh hơn, cũng rất là đẹp và rất là tinh tế. Các bạn thấy sao về cái chi tiết nội thất và cũng như là cái thiết kế cửa gió trên chiếc EQS 500 SUV này? Các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái chi tiết thiết kế này. Và bây giờ thì Mạnh xin mời các bạn chúng ta cùng nhau qua thêm một cái chi tiết thiết kế cửa gió mới của chiếc xe Mercedes-Benz GLS 4MATIC. Thì xin mời các bạn cùng nhau chúng ta khám phá nha. Trên màn ảnh nhỏ các bạn đang thấy đó chính là chiếc xe GLS 600 Maybach các bạn. Đây là một dòng xe Maybach và có thiết kế rất là hiện đại cũng như là nhiều cái tính năng tiện nghi đẳng cấp nhất của dòng xe Mercedes-Benz đang được phân phối ở thị trường Việt Nam mình ha các bạn ha. Và cái thiết kế nội thất này, đây là một cái chi tiết thiết kế nội thất vô cùng tinh tế và sang trọng.
Phải nói thì các kỹ sư của Mercedes-Benz họ đã thiết kế và làm rất là tốt về những cái trang bị cũng như là về mặt thẩm mỹ của chiếc xe này. Như màn ảnh các bạn có thể thấy thì đây là một trong những cái thiết kế cửa gió rất là cổ điển và rất là tinh tế và đơn giản ha. Tuy nhiên, phải nói các bạn, khi mà nhìn trực tiếp bên ngoài thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác rất là thoải mái ha. Nó không quá cầu kỳ, nó không quá là cá tính như những dòng xe mà nãy giờ mình có dịp chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên thì cái thiết kế cửa gió này nó mang đến một cái cảm giác thoải mái và những cái chi tiết đơn giản nhất, tinh tế nhất khi mà chúng ta bước vào một chiếc xe sang trọng, một chiếc xe mang đến cho chúng ta nhiều sự thoải mái cũng như là nhiều tính tiện nghi. Thì bạn tin chắc cái thiết kế này phải nói là một trong những cái thiết kế rất là tinh tế và tiện nghi cũng như là mang cái yếu tố sang trọng các bạn. Và thật sự mà nói thì nó mang một cái thiết kế rất là đồng điệu và hài hòa trên những dòng xe GLS các bạn ha. Vì đây là một dòng xe to bản và mang cái thiết kế vuông vắn nên là các cửa gió cũng được thiết kế rất là đồng bộ luôn, nó cũng vuông vuông và bầu bầu như thế này, rất là đẹp các bạn. Và tất cả đều được bằng rơm các bạn ha, đều được làm màu rơm rất là đẹp, rất là sáng bóng. Kết hợp với cái màu gỗ này thì phải nói rất là sang trọng các bạn, rất là tỉ mỉ. Các bạn đánh giá sao về cái chi tiết thiết kế nội thất cũng như là cái chi tiết thiết kế cửa gió trên cái chiếc xe GLS 600 Maybach này thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái chi tiết thiết kế cửa gió trên những dòng xe Mercedes-Benz ha. Hoặc là các bạn muốn Mạnh chia sẻ thêm về những cái trải nghiệm cũng như là những cái thiết kế nào trên những dòng xe Mercedes-Benz, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Mạnh sẽ quay và trải nghiệm nhiều hơn về những mẫu xe mà các bạn đang quan tâm đến cho các bạn ha. Rồi, các bạn hãy cùng nhìn lại một lần nữa cái chi tiết thiết kế cửa gió trên dòng xe GLS Maybach này ha các bạn ha. Và đặc biệt hai bên nó sẽ thiết kế khác chút xíu ha các bạn ha. Nó sẽ thiết kế ẩn vào trong hơn để giúp tối ưu cái không gian cũng như là mang đến một cái sự tiện nghi và cái thiết kế tinh tế nhất cho dòng xe này. Rồi các bạn, đây là một dòng xe SL 43 AMG. Thì chiếc xe Roadster này là một dòng xe mua trần các bạn, vừa được ra mắt ở thị trường Việt Nam mình cách đây không lâu. Thì cái chi tiết nội thất trên chiếc xe này cũng là một những cái chi tiết nội thất hoàn toàn mới, và nó có mang nhiều cái yếu tố về AMG cũng như là thể thao và cũng như sang trọng rất là hiện đại các bạn. Cái thiết kế này thì mình có thể thấy ha, như các bạn có thể biết là cái thiết kế này đã xuất hiện trên những dòng xe S-Class nè, GLC, C-Class thế hệ mới rồi. Và trên chiếc xe SL này cũng không ngoại lệ, chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình này ha. Và những cái chi tiết cửa gió rất là mới. Như các bạn có thể thấy thì cái chi tiết cửa gió này rất là giống trên dòng xe EQS hoặc là EQE các bạn. Cái hình tua bin các bạn và được bố trí rất là đẹp. Ở trên EQS thì chúng ta sẽ được trang bị hai cái cửa gió hai bên thôi. Còn trên chiếc xe SL này chúng ta sẽ được trang bị bốn cái cửa gió hình tua bin rất là đẹp và nó có hai cái kích thước khác nhau các bạn ha. Hai bên thì kích thước rất là to và ở chính giữa thì kích thước nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà nếu các bạn để ý ha, cái chi tiết cửa gió trên chiếc SL nó sẽ khác một xíu so với chi tiết cửa gió trên chiếc xe EQS. Đặc biệt là cái phần viền này các bạn thì nó sẽ có đồ họa khác nhau ha, khác nhau rất là nhiều. Và đó, khác nhau đây, cầm nắm cũng khác nhau luôn đó, kích thước cũng khác nhau luôn, rất là đẹp. Và cái chi tiết cửa gió này nó mang một cái yếu tố để thể thao các bạn, rất là thể thao luôn, rất là cá tính. Đặc biệt thì nó thiết kế trên chiếc xe SL này thì phải nói là một những cái yếu tố kết hợp rất là hài hòa, rất là cá tính. Mạnh tin chắc chiếc xe SL này thì sẽ giành rất là nhiều giải thưởng về thiết kế cũng như là cái trang bị trên chiếc xe này sẽ được rất là nhiều tạp chí thế giới đánh giá rất là cao ha. Và các bạn nếu đang quan tâm hoặc là muốn trải nghiệm với dòng xe SL mua trần 43 AMG này thì các bạn hãy đến ngay Mercedes-Benz 47, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhiều hơn về những cái tính năng cũng như thiết kế trên chiếc xe này nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua trong chiếc xe tiếp theo. Rồi các bạn, đây chính xác là một cái nội thất mà các bạn rất là quan tâm. Đây là một dòng xe rất cá tính, địa hình và được mệnh danh là ông hoàng của những cung đường các bạn ha. Ông vua địa hình G63 AMG. Thì trước mắt các bạn có thể thấy đây là một chiếc xe G63 mang một cái nội thất rất là sang trọng, rất là xa xỉ và nó khác hoàn toàn với những chi tiết nội thất mà các bạn thấy trước đây, đó chính là nội thất màu đỏ nè, nội thất màu đen, nội thất màu nâu. Thì hôm nay Mạnh muốn mang đến cái nhìn mới mẻ hơn, đó chính là nội thất màu beige ha các bạn ha, được phối hai màu rất là sang trọng và rất tinh tế. Cái cửa gió này thì Mạnh muốn nói đến cái chi tiết nội thất
là cái cửa gió này thì nó rất là giống trên chiếc xe GLB 200 mà ban đầu mà anh có chia sẻ với các bạn. Thì nó không có khác mấy các bạn. Tuy nhiên thì trên cái cửa gió của G63 thì sẽ chưa được trang bị cái đèn ambient light bên trong các bạn ha. Còn trên GLB 200 và GLB 35 chúng ta sẽ được trang bị cửa gió LED bên trong này, rất là tinh tế, rất là đẹp. Thì cơ bản thì cái chi tiết nội thất, cái cửa gió này rất là giống nhau trên GLB 200 và GLB 35 đó. Tuy nhiên thì nó sẽ không có đường LED bên trong thôi các bạn. Cái chi tiết cửa gió này thì nó mang đến cho mình một cái chi tiết cá tính ha, và đậm chất thể thao, đậm chất của AMG, rất là cá tính luôn. Vừa rồi thì Mạnh cũng đã chia sẻ về nhiều cái thiết kế nội thất mang cái yếu tố về cửa gió nè đó, và những cái chi tiết bên trong những chiếc xe mà Mercedes-Benz đang phân phối ở thị trường Việt Nam mình. Còn các bạn thấy sao về những cái chi tiết cũng như là thiết kế cửa gió trên những dòng xe Mercedes-Benz, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Đặc biệt các bạn muốn Mạnh quay thêm và chia sẻ nhiều thêm về những cái chi tiết thiết kế nào thì các bạn cũng hãy để lại bình luận bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và Mạnh sẽ cố gắng hết sức mang đến và trải nghiệm cho các bạn nhiều hơn về những dòng xe Mercedes-Benz khác. Còn bây giờ nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của Mạnh để cùng nhau chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn về những cái thiết kế cũng như là nhiều cái tính năng hay ho trên những dòng xe Mercedes-Benz. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Xin chào các bạn.